Kính thưa quý cha và toàn thể quý vị, một giọng ca tươi trẻ, nắn nót và rõ ràng, vang khắp mọi miền đất nước, vượt trùng dương sang các châu lục, ca ngợi tình thương bao la của Thiên Chúa đối với con người. Đặc biệt, giọng ca ấy còn xuất phát từ tấm lòng vàng, luôn khao khát ước mong đón nhận sự từ tâm của muôn người để xoa dịu phần nào những cảnh đời bất hạnh, bất an trong cuộc sống. Nghiệp sĩ Ngài đã chọn khi thốt lên, ai ai cũng phải yêu mến và cảm phục, tiếng hát vì người nghèo. Xin quý cha và quý vị trổ một tràng pháo tay thật dài và thật lớn, chúng ta cùng chào đón linh mục ca nhạc sĩ Nguyễn Sang.
sự hiện diện